Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Laptop. Trong Thế Giới Laptop thì chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm ở thuộc phân khúc văn phòng với nhiều mức giá và phân khúc nó cũng khác nhau nữa. Nhiều hãng sản xuất cũng tập trung đánh mạnh các sản phẩm của mình vào cái thị trường này. Và nếu để tìm ra một sản phẩm hoàn hảo từ thiết kế nhỏ gọn nè, dễ dàng mang đi di chuyển khắp nơi nè, một cái cấu hình nó phải vừa đủ để đáp ứng cho những cái đặc vụ văn phòng cơ bản nè, và cũng như là thiết kế nó cũng phải đẹp và sang trọng nữa, bằng kim loại nữa. Vậy thì có sản phẩm nào có thể phù hợp được những tiêu chí đó hay không? Xin thưa với bạn là có, và xin giới thiệu đến trên là chiếc HP Pavilion 14. Nó hội tụ gần như là những yếu tố mà mình vừa kể trên. Chúng ta sẽ có một lưng kim loại rất là đẹp, sang trọng. Chúng ta sẽ có một thiết kế rất là nhỏ gọn, chỉ là 14 inch thôi. Và bên cạnh đó nữa thì về cấu hình của nó rất là tốt với CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 10. Vậy thì nó có đặc biệt, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Laptop HP Pavilion 14 được thiết kế gọn nhẹ, thanh lịch. Bên cạnh đó mới được trang bị dòng chip thế hệ 10 mới nhất đến từ Intel, hiện nay để chạy tốt các ứng dụng văn phòng và ứng dụng game phổ thông. Máy sử dụng chất liệu kim loại cho nắp lưng và bàn kê tay, tạo cảm giác chắc chắn khi bạn gấp máy lại cũng như khi kê tay lên làm việc. Trung tâm nắp lưng sẽ là logo HP được mạ chrome sáng bóng, tạo cái nhìn nổi bật. Laptop trang bị màn hình là 14 inch, rất là nhỏ gọn, nhưng mà viền của máy hai bên rất mỏng, chỉ là 6 và 13mm thôi, nên là chúng ta sẽ nhìn một cái không gian hiển thị là vô cùng đã. Bên cạnh đó, nó còn được trang bị tính năng mở khóa Windows Hello, chúng ta có thể mở khóa một cách nhanh chóng mà không cần phải nhập mật khẩu. Tiếp theo sẽ là về bàn kê tay. Bàn kê tay của sản phẩm thì có kích thước vừa phải, kể cả là những ai có bàn tay nhỏ hay là bàn kê tay to, chẳng hạn như mình nè, thì mình có thể kê tay lên và làm việc một cách thoải mái trong thời gian dài mà không lo bị mỏi hay là bị cấn tay. Bên cạnh đó nữa thì về thiết kế, cái phần G của nó thì khá là tiện lợi, bởi vì với cái G như vậy thì mình có thể mở máy bằng một tay rất là dễ dàng. Về bàn phím, vì đây được làm bằng kim loại nên là mình thấy là nó không hề bị flex quá nhiều, hầu như là chất lượng gia công và hoàn thiện của nó rất là chắc chắn. Layout gõ tốt, hành trình phím sâu, đặc biệt là độ nảy của nó mình bấm rất là thích. Và rất tiếc là nó không được trang bị bàn phím số, bởi vì đây là một sản phẩm laptop rất là nhỏ, chỉ là 14 inch thôi. Tuy nhiên một điều mà mình chưa thực sự hài lòng ở đây đó là không được trang bị luôn cả đèn nền bàn phím, nên là mình làm việc trong môi trường thiếu sáng một xíu là mình cảm thấy rất là khó nhìn cho bàn phím này rồi. Về trackpad thì trackpad của nó được làm với kích thước khá là bé, cảm giác vuốt khá là mịn màng, và nó còn được hỗ trợ luôn cả driver, mình có thể thao tác 2, 3, 4 ngón tay mà không cần phải sử dụng đến chuột ngoài. Và xung quanh trackpad nó cũng được cắt theo đường diamond cut nữa, nên là nó sẽ cho hiệu ứng là lấp lánh và sáng bóng lên, nhìn rất là cao cấp và sang trọng. Tiếp theo sẽ là về cổng kết nối. Thì về cổng kết nối được trang bị khá là đầy đủ, chẳng hạn cạnh phải là sẽ có cổng mạng LAN nè, HDMI, USB Type-C. Bên cạnh trái là sẽ có hai cổng USB A và cuối cùng là cổng jack cắm tai nghe. À, còn một cổng nữa đó là cổng mà thẻ SD. Thật sự đây một điểm cộng rất lớn đối với HP này. Và còn một đặc điểm nữa đó chính là bản lề. Khi mình mở lên thế này, nó sẽ được nâng bàn phím lên một góc khoảng là 3 độ. Điều này có thể sẽ giúp cho cái hiệu quả tản nhiệt của nó được tốt hơn nè, không gian tản nhiệt nó được rộng rãi hơn nè, và cũng như là khi mà mình kê tay lên mình gõ phím nó cũng sẽ thoải mái hơn. Về màn hình thì nó được trang bị kích thước màn hình là 14 inch, độ phân giải là Full HD và sử dụng tấm nền là IPS. Nó sẽ phục vụ rất tốt đối với những nhu cầu liên quan đến cơ bản, chẳng hạn như xem phim, đọc báo, lướt web, nghe nhạc, và thậm chí là xem những bộ phim có được độ phân giải cao hay là xem Netflix. Bởi vì sao? Bởi vì nó được trang bị là tấm nền IPS, nó sẽ mang lại độ sáng rất cao, độ tương phản cao nữa, nó có chiều sâu về khoảng màu đen cũng như khoảng màu trắng, nên là mình xem phim của nó rất là đã. Với tấm nền IPS nên là góc nhìn rộng nữa, mình có thể nghiêng qua các góc nhìn khác nhau mà không bị sai màu, cũng như là nó không bị bệt lại. Tuy nhiên thì về độ bao phủ màu sắc của nó không được thực sự cao cho lắm, nên là nó sẽ không phù hợp với những nhu cầu đồ họa chuyên nghiệp. Nó chỉ có thể phù hợp với lại những nhu cầu đồ họa bán chuyên thôi, không là dịch vụ. Như thế thì mình nghĩ là nó cũng đáp ứng rất tốt cho nhu cầu cơ bản của chúng ta rồi. Về cấu hình thì như ban đầu mình đã nói, nó được trang bị là CPU thế hệ thứ 10 Intel Core i5-1035G1, RAM sẽ là 8GB, SSD 512GB M.2, PCIe Express và cuối cùng là card đồ họa tích hợp UHD Graphics. Một điểm cộng trên sản phẩm này là nó được trang bị luôn cả bộ nhớ đẹp Intel Optane 32GB H10 công nghệ mới. Vì máy được trang bị ổ cứng SSD và kèm theo đó là bộ nhớ đệm Intel Optane 32GB H10, nên là tốc độ truy xuất dữ liệu rất cao. Mình đã chấm thử qua phần mềm Crystal Lake Mark thì các bạn có thể coi trên màn hình.
Với việc được trang bị ổ SSD dung lượng lớn là 512GB nè và Intel Optane lên đến là 32GB thì cái tác vụ mở file nặng là truy xuất dữ liệu lớn hay là khởi động máy thì các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì máy đáp ứng và phản hồi một cách rất là xuất sắc và nhanh chóng. Và dung lượng 512GB đã là quá đủ cho bạn nào có nhu cầu lưu trữ nhiều nè. Còn nếu như bạn nào vẫn cảm thấy chưa đủ dùng thì máy vẫn hỗ trợ nâng cấp với khe cắm HDD SATA. Điểm này cho thấy HP rất là quan tâm đến người dùng hay không nào. Trong quá trình sử dụng thì hiệu năng của máy xử lý rất tốt, độ ổn định cao, không bị lag hay bị delay cho dù bạn có mở nhiều tab trình duyệt đi chăng nữa. Và với RAM 8GB, các đồ họa tích hợp UHD Graphics đã là quá đủ để chúng ta có thể chơi game nhẹ nhàng và làm việc văn phòng mà không sợ bị thiếu RAM. Mặc dù đây là một sản phẩm hướng đến phân khúc văn phòng, nhưng mà về khả năng giải trí nó vẫn đáp ứng rất tốt. Mình có chơi thử qua tựa game đó chính là Liên Minh Điện Thoại. Thì FPS của nó mình thu được trung bình là tầm khoảng là 50 FPS. Mình nghĩ con số này rất là ổn đối với sản phẩm laptop chỉ chuyên về làm văn phòng như vậy thôi. Tiếp theo sẽ là về loa. Thì nó được trang bị dải loa dài ngay ở gần vị trí bản lề. Và bên cạnh đó nữa thì HP cũng kết hợp với công nghệ rất là nổi tiếng, đó chính là P&O. Thì với công nghệ này thì nó sẽ mang lại âm thanh rất là tốt nè. Dải âm cao, âm bass, âm chép nghe cũng rất hay và sống động. Tuy nhiên thì âm lượng của nó chỉ mức trung bình thôi. Và các bạn có thể nghe thử qua đoạn video sau. Cuối cùng là về pin. Thì với viên pin được trang bị trên sản phẩm này với dung lượng là 41Wh, mình sử dụng hỗn hợp bao gồm nhiều tab Chrome nè, Line, Zalo, Word, Excel với độ sáng là 100%, loa ngoài là khoảng 70%, thì mình có thể duy trì được khoảng là 4 tiếng đồng hồ liên tục mà mình chỉ sử dụng wifi thôi. Thì mình nghĩ đây con số rất là tuyệt vời và khá là ổn cho một buổi học tập và một buổi làm việc. Và để tổng kết lại, như ban đầu mình đã nói thì mình đã hứa với bạn là mình sẽ mang đến cho bạn một sản phẩm nó là hoàn hảo đến từng chi tiết. Chúng ta sẽ có một thiết kế rất là đẹp với mặt lưng kim loại nè, một thiết kế rất là chắc chắn với bề mặt bên trong cũng được làm bằng kim loại luôn, nhỏ gọn nữa với màn hình kích thước chỉ là 14 inch. Với cái đó nữa chúng ta sẽ có cấu hình rất là tốt với CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 10, cũng khả năng giải trí rất là ok nè, và được trang bị luôn cả SSD cộng với bộ nhớ đẹp Intel Optane, và cuối cùng là mức giá của nó là vô cùng hợp lý nữa. Về nhược điểm thì mình nghĩ là nó chỉ đến từ bàn phím và được trang bị đèn nền mà thôi, còn lại mọi thứ quá ổn, quá đủ dùng chúng ta trong những nhu cầu văn phòng cũng như là nhu cầu học tập và thậm chí là giải trí nữa. Vậy bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Nó có thực sự phù hợp với nhu cầu của bạn hay không? Hãy nhớ để lại phần comment bên dưới nha. Và đừng quên nhấn bấm like, share, subscribe kênh Thế Giới Laptop. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.